hồn tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài, nào ca tụng hỡi lòng trí tôi. Ngài là đấng sự an công minh cho những người đang bị áp bức, ban lương thực cho người đói ăn và giải phóng cho người tù hồn tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài, nào ca tụng hỡi lòng trí tôi. Ngài là đấng mở mắt ai đôi, đấng những người đang bị khóm côi, luôn yêu chuộng bậc chính nhân và thương giúp cho người kiều cường. Linh hồn tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài, nào ca tụng hỡi lòng trí tôi. Tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài, nào ca tụng hỡi lòng trí tôi. Sau đó với ai người gian khổ.
thương ngay lúc người khi với tâm hồn an bình luôn luôn an bình. Phần đã trôn xa giờ lo lối sống trong nhà, từng người thôi đời ăn chơi nhờ nghe tiếng nói âm tin, cần hơn nên nghe tiên tri theo lời Chúa phán thực thi, vì thế nói năng thêm chi dù ai cũng không ích gì. Cho con vui với người vui, cho con yêu thương chia sẻ sâu đau với ai người gian khổ. Xin ban cho con vui lúc con vinh, cho con yêu thương ngay lúc người khi